Xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành và hạnh phúc. Hôm nay Hi chia sẻ cách làm bánh chuối theo kiểu mới, kết hợp vừa chuối với lại nước cốt dừa, cho ra món bánh cực kỳ dẻo mềm, thơm béo, dù mình để qua ngày hôm sau cũng không bị cứng nữa. Và đây là tất cả nguyên liệu của heo, giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh với heo nha. Trước tiên heo sẽ đi trộn bột, heo cho vào thau 100g bột năng và heo luộc một muỗng lưng như vậy là 10g, 100g như vậy là 10 muỗng. Rồi tiếp tục heo sẽ cho vào đây một muỗng canh bột gạo tương đương với 10g luôn. Đường thì heo sẽ cho 3 muỗng canh dung, 3 muỗng canh dung thì heo sẽ cân là 50g. Tiếp tục thì heo sẽ cho vào đây 1/2 muỗng cà phê muối. Heo sẽ trộn đều lên cho tất cả nó hòa lại với nhau. Đã được trộn đều, giờ heo sẽ cho vào đây 200ml nước cốt dừa đậm đặc. Nước cốt dừa càng đậm thì bánh của mình sẽ càng béo ngon. Heo sẽ khuấy đều lên cho nước cốt dừa nó hòa lẫn hết vào bột và khuấy cho đến khi bột của mình sánh mịn như vậy là được rồi nè. Và để loại bỏ cái phần bột chưa tan hết hoặc là có những con mọt thì heo sẽ lược bột qua rây. Bột heo cũng đã lược xong rồi, như vậy phần bột nước cốt dừa heo cũng đã pha xong, vậy heo sẽ để đây cho bột nghỉ tầm khoảng 15 phút. Tiếp tục heo sẽ đi pha phần bột của chuối nha. Heo cũng sẽ cho vào thau 100g bột năng. Nãy heo có lừa muỗng rồi, các bạn không có cân thì mình sẽ lừa muỗng như vậy nha. Rồi giờ thì heo cũng sẽ cho vào đây 50g bột gạo và 5 muỗng canh vung đường cát tương đương với 80g. Heo cũng cho vào 1/2 muỗng cà phê muối và để cho màu bánh chuối có màu vàng đẹp hơn, heo cho vào 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ. Tinh bột nghệ này là mình ăn được và mình dùng để đắp mặt nạ cũng được nữa. Trộn cho tất cả đều lại với nhau rồi thì lúc này heo sẽ cho vào đây 250ml nước lọc. Công thức bánh chuối hôm nay heo làm là ít ngọt. Nếu như cả nhà thích ăn ngọt thì mình cho 100g đường hoặc là 150g đường cũng được nữa, miễn sao hợp với khẩu vị của mình hà. Bột lúc này heo cũng đã khuấy đều và rất là mịn rồi. Và cũng như lúc nãy heo cũng sẽ lược bột qua rây nha. Phần bột của bánh chuối heo cũng đã lược qua rây xong hết rồi. Giờ thì heo sẽ để cho bột nghỉ thêm 15 phút. Heo chuẩn bị để mà đi lột chuối nha. Lượng bột như vậy thì hôm nay heo sẽ sử dụng 4 trái chuối. Chuối này tương đương với 400g. Và heo sẽ dùng chuối vừa chín vàng tới như vậy nè. Nhưng mà nó vẫn rất là ngọt nha, nó không có bị chát đâu. Tại vì heo muốn ăn chuối khi mình ăn còn có độ dẻo dẻo. Nếu như cả nhà không thích ăn dẻo như vậy thì mình có thể chọn những cái trái chuối mà chín mùi mềm, như vậy sẽ rất là ngọt. Chuối thì heo cũng đã lột ra hết rồi. Bây giờ thì heo sẽ dùng tay để bóp nhuyễn chuối ra. Nếu cả nhà không thích dùng tay vậy, miễn sao mình dùng cái dụng cụ nào làm cho chuối nhuyễn ra là được. Rồi, bây giờ thì heo sẽ cho chuối qua hết cái thau bột lúc nãy mình mới vừa pha xong nha. Cho chuối vào bột hết rồi, lúc này thì heo cũng sẽ trộn đều cho chuối nó hòa lẫn vào bột. Trộn bột với chuối xong rồi và để cho bánh chuối của mình tăng thêm mùi thơm, heo sẽ cho vào đây một ống vani bột. Khuấy đều lên cho vani nó hòa lẫn vào trong bột bánh chuối. Rồi, như vậy là phần bột bánh chuối đã xong. Trở lại với phần bột nước cốt dừa, heo cũng sẽ cho vào đây một ống vani cho thơm. Cũng như thao tác lúc nãy, heo cũng sẽ khuấy đều lên cho vani nó thấm hoàn toàn vào bột. Như vậy là phần bột đã xong rồi, heo chuẩn bị khuôn nha. Và đây là những cái khuôn nhựa chịu nhiệt dùng để đổ bánh lăng nè. Hôm nay heo sẽ làm để đổ bánh chuối. Và heo sẽ thoa vào đây một tí xíu dầu ăn để tí nữa mình đổ bánh của mình, bánh sẽ dễ tróc hơn.
Khuôn thì heo cũng đã thoa dầu hết rồi. Và heo cũng có chuẩn bị thêm một trái chuối nữa nè. Heo cắt ra thành từng khoanh như vậy, để ở dưới cái đáy khuôn, để khi mà mình đổ bột lên á, thì khi mình lấy bánh ra sẽ có những cái miếng chuối á, nó lộ rõ ở dưới cái bánh, nhìn sẽ bắt mắt hơn. Chuối heo cho vào khuôn xong hết rồi. Bây giờ heo chuẩn bị đi hấp nha. Và trong thời gian á cho dầu vào khuôn thì heo cũng đã chuẩn bị sẵn một sừng nước sôi rồi nè. Bây giờ heo sẽ cho hết những cái khuôn bánh của mình vào nồi. Và lúc này thì mình vẫn mở lửa nha, mở lửa lớn và mình sẽ cho bột vào như vậy á, bột sẽ dính với đáy khuôn và nó sẽ dính với cái miếng chuối của mình. Bột màu nước cốt dừa heo cho vào xong hết rồi, lúc này heo sẽ đậy nắp lại và hấp ở lửa lớn trong 4 phút. Sau 4 phút thì heo mở nắp ra, lúc này cái phần bột nước cốt dừa của heo á, nó đã se mặt lại và cũng đã trong rồi. Tiếp tục thì heo sẽ cho cái phần bột của bánh chuối vào. Heo sẽ cho phần bột bánh chuối vào đầy khuôn luôn. Cho bột vào xong rồi và lúc này thì heo sẽ đậy nắp kính lại, hấp ở lửa lớn trong 10 phút. Sau 10 phút thì bánh chuối của heo cũng đã chín rồi. Wow, bánh lên một màu vàng của nghệ rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ thì heo sẽ lấy khuôn ra và để nguội tiếp tục làm phần bánh mới. Và đây là những cái bánh heo đã để nguội rồi nè. Cả nhà xem, bánh rất là bóng. Và cái phần bánh chuối á, nó có màu vàng rất là đẹp. Còn phần bột á, màu nước cốt dừa thì vừa trắng vừa trong, nhìn rất là ngon. Lấy bánh ra dễ lắm, mình dùng cây xuyên que khèo nhẹ như vậy hả, là bánh nó tróc ra trơn luôn hả. Đó, heo đã lấy được rồi nè. Ở phần mặt dưới á, thì cái miếng chuối lúc nãy á, mình để ở dưới cái đáy khuôn á, nó còn nguyên luôn nè, cả nhà nhìn thấy có hấp dẫn không? Và đây là tất cả bánh chuối heo đã làm xong rồi, rất là đẹp và rất là ngon. Heo lấy một cái bánh chuối ra. Wow, bánh á, nhìn rất là ngon, rất là bóng mịn. Heo sẽ cắt ra cho cả nhà xem ở bên trong như thế nào. Bên trong á, thì chuối chín vàng, rất là mềm dẻo. Màu bánh nước cốt á, thì trong veo, nhìn rất ngon. Heo mời cả nhà thưởng thức với heo nha. Chuối rất là thơm và dai, mềm. Đặc biệt á, là có vị béo của nước cốt dừa. Bánh này á, nếu như mà mình không thích chan nước cốt dừa lên, mình ăn cũng rất là ngon, tại vì trong bánh đã có nước cốt dừa rồi. Cách làm rất là đơn giản luôn, nguyên liệu cũng dễ tìm và rẻ tiền nữa, nếu nhà mình còn mấy trái chuối chín mà mình ăn không hết. Vậy thì mình thêm vài trăm gram bột nữa với lại một ít nước cốt dừa là mình làm ra được một món bánh chuối thật là ngon cho gia đình mình thưởng thức, mà lại an toàn cho sức khỏe nữa. Hy vọng chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một cách mới để mình tận dụng những trái chuối chín còn lại trong nhà để mình ăn thật là ngon nha. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương heo xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với món bánh chuối hấp nước cốt dừa nha.